mọi người, hôm nay Trâm làm một clip rất đặc biệt, đó là thực hiện thử thách ăn mì xiên xào. Đây là sản phẩm mới nhất của Trâm Xuyên, thương hiệu mì số 1 Hàn Quốc nè. Và hôm nay Trâm sẽ thực hiện thử thách này cùng với em trai của Trâm. Bây giờ thì mình đi nấu mì thôi nha. Mình sẽ luộc trong phạm vi là 2 phút nha. Trời, nó in chữ nó dễ thương không? Rồi bây giờ thì Trâm sẽ bỏ gia vị vào để trộn mì nha. Ai muốn thử thách là ăn mì xiên xào này với 3 cấp độ level khác nhau lên chưa? Okay. Cấp độ 1 là mình sẽ ăn mì xin sao này. Cấp độ 2 là sẽ bỏ thêm tương ớt nữa. Rồi cấp độ 3 là sẽ bỏ thêm ớt bột nữa. Dám chơi không? Ok. Trời ơi, nghe cái mùi là thấy nồng không vậy trời. Thấy nồng là biết cay rồi đó nha mọi người. Ok, chuẩn chọn xong chưa? Rồi bây giờ mình bắt đầu mình ăn nha. Mới vừa đưa vô đầu lưỡi thôi á là đã thấy cay rồi mọi người ơi. Nhìn thấy cay không? Cay quá. Tí nữa bỏ tương ớt bột vô cái không biết sao luôn á. Được. Bây giờ qua đây bỏ thứ 2 nha em. Đây là bỏ thứ 2 nè. Sừng hết vô. Cay. Wow. Ủa nó cung nè. Rồi, quá tưởng hay chưa? Rồi. Cay không? Yeah, cuối cùng nào thử hết rồi nha. Thấy cấp độ 1 rất là ngon, mặn ngon. À, tới cấp độ 2 thì em bắt đầu có cảm giác là nó hơi cay rồi. Thấy cấp độ 3 thì nó quá cay. Rồi em nó bắt đầu cay luôn á. Và hôm nay Trâm bật mí với các bạn một điều là Nam Xuyên đang tổ chức một cuộc thi mang tên Bừng Vị Cay Bừng Cá Tính. Các bạn chỉ cần làm một video clip với thử thách ăn mì xin sao giống như Trâm và gửi về chương trình, giải thưởng của chương trình lên đến 100 triệu đồng lận đó. Còn chờ gì mà không nhanh tay quay các video clip gửi về chương trình để tham gia thử thách giống như Trâm đúng không nè? Bừng Vị Cay Bừng Cá Tính.